Vâng, xin kính chào mọi người đang xem clip. Và đồ gỗ mỹ trí hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những clip về đồ gỗ mỹ nghệ nối cổ đẹp nhất để gửi đến quý vị. Và hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cũng như giới thiệu đến quý vị là chiếc đôn bán nguyệt được chạm hình tượng là hoa mai mặt đá, với chi tiết là phần bên dưới là sàng gỗ. Và chiếc bán nguyệt này thì với kích thước là cao 78, rộng 75 và chiều sâu là 38, được làm với chất liệu gỗ mật, một chất liệu có thể nói là cực kỳ bền và tốt, rất thích hợp đánh theo nối xi giả cổ. Và sau đây tôi sẽ quay lại chi tiết một cách rõ nhất để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng về độ tinh tế và độ sắc sảo của chiếc kệ bán nguyệt này để gửi đến quý vị. Đây là video mà tôi đang quay một cách chậm rãi nhất để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng và hình dung. Và chiếc kệ này được đục chạm với hình tượng là mai điểu. Vâng, hình tượng mai điểu quý vị ạ. Hình tượng mai điểu thì là một hình tượng cực kỳ ý nghĩa và quen thuộc đối với những sản phẩm mỹ nghệ, từ bàn ghế, tủ sập và những chiếc đôn. Và hình tượng hoa mai còn là biểu trưng của mùa xuân. Mùa xuân về, và lăng cánh hoa mai còn là biểu tượng cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Và chi tiết sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu đến ý nghĩa cho quý vị cùng theo dõi. Đây, quý vị cùng nhìn ngắm chi tiết đục chạm trên mẫu kệ bán nguyệt này thì đều được làm là theo lối là hình mặt nửa bán nguyệt, được làm hết sức là trau chuốt. Đây, quý vị cùng nhìn ngắm chi tiết cực kỳ là tỉ mẩn, với những phần cong và phần ôm cực kỳ là tinh tế và kỹ thuật đòi hỏi, được làm từ những miếng gỗ liền khối mà chúng tôi đã cắt xẻ ra để tạo nên những đường cong mềm mại và uyển chuyển. Đây là chi tiết phần hông. Và trên này là một chiếc đôn bán nguyệt khác. Và quý vị có thể mua theo một cặp, quý vị có thể ép thành, ghép thành một chiếc bàn lớn, hoặc là quý vị mua một chiếc đôn mặt nửa có thể kê áp tường, áp góc, cực kỳ là tiện dụng. Vì chiếc đôn này thì được chúng tôi là thiết kế theo hình mặt nửa nên là tận dụng cho những không gian phòng không quá rộng. Và đây tôi sẽ kết hợp giữa hai chiếc đôn mặt nửa để ép lại thành một, để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng thành một chiếc bàn lớn. Và chiếc đôn, khi cơ sở chúng tôi kết hợp hai chiếc đôn thành một chiếc bàn lớn thì sau khi gấp đôi thì nó sẽ thành như thế này. Đường kính mặt sẽ lên tới là 76 quý vị ạ. Vâng, nếu mà gặp đôi hai chiếc đôn bán nguyệt thì đường kính mặt sẽ lên là 76, với chiếc đường kính là 76, tạo thành cái sàn dưới thì tạo thành hình lục giác cực kỳ là tinh tế. Và chi tiết của chiếc bán nguyệt này và độ tiện dụng thì quý vị có thể là trưng bày đồ sứ, nọ gỗ, nọ đậm, hoặc là cây bonsai, hoặc là những món đồ yêu thích của quý vị. Quý vị có thể trưng bày thoải mái. Và khi kết hợp giữa hai chiếc bàn vào thì quý vị có thể làm một chiếc bàn uống trà cực kỳ là tinh tế và tiện dụng, cũng như là độ linh hoạt của chiếc bàn kệ này. Và chi tiết, đây là chi tiết mặt đá quý vị ạ. Mặt đá vân mây cực kỳ là nổi bật, kết hợp với nền gỗ thì tạo nên một cặp đôn mang đặc trưng núi Tàu. Đây, quý vị cùng chiêm ngưỡng một chiếc bàn mà tôi đã kết hợp lại cực kỳ là tinh tế và trau chuốt từ những phần chi tiết đấu truyền này, có thể nói là tiện nghi và sang trọng, được thể hiện trên một bộ kệ bàn đôn này. Đấy, tôi sẽ nhích ra đây, quý vị có thể mỗi lần quý vị có thể gập vào, cực kỳ là tiện dụng. Đây, chi tiết mặt đá này được chúng tôi kết hợp cùng là hàng chữ nho để mang đặc trưng nối Tàu. Và nếu quý vị có nhu cầu quan tâm về sản phẩm này, quý vị có thể để lại một ý kiến đóng góp ở dưới video và cùng ấn đăng ký kênh và cùng theo dõi, để cùng chúng tôi theo dõi những video mới nhất
và chi tiết của chiếc đôi bán nguyệt này quý vị có thể theo dõi kỹ hơn tại trang web tubedo.com hoặc đồ49.com để theo dõi và cảm nhận cũng như là hình dung một cánh đạo nữ nhất. Và cuối video này thì cơ sở sẽ chụp những hình tổng thể để cho quý vị cùng nhìn ngắm lại. Vâng, và cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi video và hẹn quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi video. Xin cảm ơn.